Vì cháu có mấy khách to nữa làm phòng khám phòng khiếp nữa cơ. Thì để cháu tiện cháu đi cả. Nhắc hay bỏ chắc. Ô, nhà mình hai lối đi à? Nhà mình hai lối đi à? Sao mày? Dạ? Không, không báo của cháu có việc gì đâu. Cháu đi xem một tí. Dạ? Không, cháu có đi thăm bộ để cháu quay lại. Công nhận nhà chú đẹp quá thật. Ủa, quá đẹp luôn. Đấy. Không có điểm để chê. Sợ thật.